Quyển 12, thứ 6, Tamma Hí Đa Địa, phần 2. Lại nữa, ra gọi là tu tập tác ý các tướng sở duyên, tức là ở nơi các tướng kia kia tác ý tư duy. Vì dùng tư duy có thể làm bốn việc, đó là tu tập tác ý như thế, lại năng tránh xa sở trị phiền não của kia, lại năng luyện tác ý đầy cùng tác ý khác, khiến về rau xanh khởi chuyển chuyển càng thêm sáng sạch. Lại trước khi tu tập tác ý đây, nhàm chán hoại diệt sở duyên, xả các phiền não, giữ gìn sự đoạn diệt, khiến tương tục xa lìa các phiền não, tu tập như thế gọi là tác ý các tướng sở duyên. Lại nữa, do bốn nhân duyên nhập sơ tịnh lự cho đến hữu đảnh: một lực nhân, hai lực phương tiện, ba lực thuyết, bốn lực dạy trao. Sao gọi là lực nhân? Tức là đã từng gần gũi nhập các tịnh lự. Sao gọi là lực phương tiện? Tức là tuy không gần gũi nhập các tịnh lự, nhưng do lực luân tu tập không gián đoạn, năng nhập các định. Sao gọi là lực thuyết? Ở nơi pháp các tịnh lự tăng thượng duyên, nghe nhiều gìn giữ cho đến nói rộng, tức nương pháp đây, một mình ở chốn yên tĩnh, lìa các phóng dật, rõ mãnh tinh tấn, tự sách tấn mình, trụ tùy pháp, hành pháp. Do đây năng nhập các tịnh lự định. Sao gọi là lực dạy trao? Tức là ở nơi thân giáo sư hoặc quỹ phạm sư hoặc theo một vị tôn trưởng khác, được dạy trao về sơ tịnh lự không điên đảo, tiếp thu thuận theo. Từ đây quán sát tỉ mỉ thảm sâu tác ý tư duy năng nhập tịnh lự cùng các định khác. Như vậy hiển thị bốn bậc quán hành: một, bậc đầy đủ lực nhân; hai, bậc có lực phương tiện; ba, bậc lợi căn; bốn, bậc độ căn. Lại nữa, có bốn loại người đắc tịnh lự: một, kẻ ái thượng tịnh lự; hai, kẻ kiến thượng tịnh lự; ba, kẻ mạn thượng tịnh lự; bốn, kẻ nghi thượng tịnh lự. Sao gọi là kẻ ái thượng tịnh lự? Như có người trước được nghe công đức của các tịnh lự định mà không nghe phương tiện xuất ly khỏi kia, nên đối với định kia chỉ một hướng thấy công đức thủ thắng, rõ mãnh tinh cần. Do nhân duyên đây nhập sơ tịnh lự hoặc các định còn lại, nhập như vậy rồi về sau sanh ái vị. Sao gọi là kẻ kiến thượng tịnh lự? Như có người từ sự dạy bảo của thầy hoặc từ thầy khác được nghe, các thế gian thầy đều là thường, nương phương tiện như vậy nhập sơ tịnh lự cho đến hữu đảnh, năng đắc ra thanh tịnh, giải thoát xuất ly. Kìa nương kiến đây rõ mãnh tinh cần tu tập, nên nhập sơ tịnh lự hoặc các định còn lại. Đã nhập như vậy, có khả năng tự nhớ nghĩ nhiều kiếp quá khứ, bèn sanh kiến đây: ta và thế gian đều là thường, từ định đây khởi rồi, chấp kiên cố không xả. Lại ở thời sau tư lự thẳm sâu, quan sát tỉ mỉ thẳm sâu, nên đắc thanh tịnh giải thoát xuất ly. Sao gọi là kẻ mạn thượng tịnh lự? Như có người nghe danh các bậc tôn trưởng đã nhập sơ tịnh lự cho đến hữu đảnh, nghe việc đây rồi bèn sanh kiêu mạn. Kia có thể nhập các tịnh lự định, ta vì duyên gì mà chẳng nhập được? Kia do nương mạn đầy rõ mãnh tinh cần nhập sơ tịnh lự và các định còn lại, nhập như vậy rồi về sau sanh kiêu mạn, hoặc nhập định rồi tác tư duy đây, chỉ có ta năng nhập được tịnh lự như vậy, người khác chẳng thể nhập. Kia nương mạn đây, lại ở thời sau nơi các tịnh lự tư lự thẳm sâu, quan sát tỉ mỉ thẳm sâu, sao gọi là kẻ nghi thượng tịnh lự? Như có người tánh ám độn, xưa từng vui tập hành samatha, do đây nhập các tịnh lự hoặc các định còn lại. Như vậy nhập rồi vì muốn đắc những điều chưa đắc, này đối với thượng định phương tiện sinh tu, nơi bốn thánh đế sinh tu hiện quán, bởi tánh ám độ nên không thể nhanh chóng chứng hiện quán thánh đế. Do nhân duyên đây, ở nơi các sở chứng khác liền sanh nghi hoặc, nương nghi hoặc đây lại ở nơi thắng tiến tư lự thẳm sâu, quan sát tỉ mỉ thẳm sâu. Lại nữa, sao gọi là các tịnh lự định tương ưng ái vị? Có kẻ độn căn hoặc vì hành tham hoặc vì hành nhiều phiền não, chỉ được nghe kia chỉ được nghe sở hữu công đức của sơ tịnh lự nói rộng như ái thượng tịnh lự. Đối với việc xuất ly các thượng định chẳng thể rõ biết, để sanh ái vị đã luyến đắm trước trụ kiên cố. Ở đây nói đến sở ái vị, tức là đã ra khỏi, còn nói năng ái vị, tức là đang chánh nhập. Sao gọi là các tịnh lự định thanh tịnh? Có người tánh trung căn hoặc tánh lợi căn, hành phiền não hoặc hành trần mỏng. Kia từ người được nghe quá họa của ái vị sơ tịnh lự cùng cái thức xuất ly thượng định, do đây rõ mãnh tinh tấn nhập sơ tịnh lự hoặc các định còn lại, nhập chư vậy nhập như vậy rồi liền năng tư duy quá họa của các định, đối với việc xuất ly các thượng định cũng năng rõ biết, nên chẳng sanh ái vị.
Sao gọi là các tịnh lự định vô lậu? Như có người hành tùy tín hoặc hành tùy pháp, hoặc hành trần mỏng lúc trước đã nhập hiện quán bốn thánh đế, hoặc lại đang tránh phương tiện tu hiện quán, kia do hành trạng tướng trước nhập sơ tịnh lự hoặc các định còn lại. Này ở nơi hành đây, trạng đây, tướng đây không tư duy trở lại. Nhưng đối với các pháp sắc cho đến thức, tư duy các hành như vậy, như bệnh, như ung, nơi pháp hữu vi, tâm sanh chán ghét, sợ hãi, chế phục, đối với căn đổ giới buộc niệm tư duy, như vậy mới có thể nhập định vô lậu. Lại nữa sẽ gọi là thuận phần thối định, có kẻ độn căn dục dài hạ liệt, vì sinh tinh tấn nên nhập sơ tịnh tự hoặc các định còn lại. Ở nơi hỷ, nơi lạc, nơi công đức thủ thắng không thể kham nhẫn, nên từ tịnh lự mà bị lui sụt, như tạm nhập các định khác nhau, như vậy trở lại thối thất, cho đến chưa thể khéo léo điều luyện các căn. Sao gọi là thuận phần trụ định? Có người tánh trung căn hoặc tánh lợi căn, kia chỉ được nghe công đức của các định, nói rộng như tương ưng ái vị đã thuyết ở trước. Nơi định đã đắc chỉ sanh ái vị mà không thể thăng tiến cũng không thối giảm. Sao gọi là thuận phần thắng định? Có người được nghe phương tiện xuất ly định kia, nên nơi định đã đắc không sanh vui đủ, chẳng sanh ái vị lại muốn cầu vị thù thắng do nhân duyên đây để được thắng tiến. Sao gọi là thuận phần quyết trạch định? Do người kia thấy sâu quá họa của tất cả thân nên năng nhập vô lậu. Lại các vô lậu gọi là phần quyết trạch vì cực cứu cánh. Thì như những vật ở thế gian như bình ngọc đã khéo tuyển chọn, gọi là quyết trạch, từ đây về sau không thể tuyển chọn nữa. Đây cũng như vậy, vì quá đây lại không thể giản trạch hơn nữa nên gọi là phần quyết trạch. Lại nữa, sao gọi là không gián đoạn nhập các đẳng trí? Như có người đắc sơ tịnh lự cho đến hữu đẳng, nhưng chưa viên mãn thanh tịnh sáng sạch, trước thuận thứ lớp nhập cho đến hữu đẳng, về sau nghịch thứ lớp nhập cho đến sơ tịnh lự. Sao gọi là siêu vượt nhập các đẳng trí? Như có người ở sơ tịnh lự cho đến hữu đẳng đã đắc viên mãn sáng sạch, từ sơ tịnh lự không gián đoạn vượt nhập đệ tam tịnh lự, đệ tam tịnh lự không gián đoạn vượt nhập không vô biên xứ, không xứ gián đoạn vượt nhập vô sở hữu xứ, cho đến nói rộng nghịch thứ lớp vượt cũng vậy. Lấy cực xa nhất cũng không thể vượt quá đệ tam đẳng trí, chỉ trừ chư Như Lai và chư Đại Bồ Tát đã xuất đệ nhị A Tăng xí ra, các bậc đây tùy ý muốn mà nhập các định. Sao gọi là huân tu tĩnh lự? Như có người đã đắc bốn chủng tĩnh lự hữu lậu cùng với vô lậu, vì ở nơi đẳng trí đã thu được tự tại, vì thọ quả đẳng trí tự tại nên trường thời tương tục nhập các tịnh lự, hữu lậu vô lậu lại thêm sự xen tạp nhau, cho đến hữu lậu không gián đoạn, vô lậu hiện tiền, vô lậu không gián đoạn, trở lại nhập hữu lậu, nên biết ngang đây tức là thành tựu sự huân tu. Nếu ở chỗ này, lúc này, việc này muốn nhập các định, liền ở chỗ đây, lúc đây, việc đây năng nhập các định. Đây gọi là ở nơi các đẳng trí đã thu được tự tại, quả đẳng trí tự tại, tức là ở hiện pháp lạc trú, chuyển chuyển cả thêm tịnh sáng, lại vì do đây, đắc đạo bất thối. Lại tịnh tu trị đạo năng dẫn phẩm công đức thù thắng của giải thoát, thắng xứ cùng biến xứ. Nếu có mạng chung mà còn thù dư tàn, do nhân duyên đầy để nhập cõi tịnh cư. Do tu các tịnh lự phẩm nhuyễn trung thượng có sự sai khác nên ở tất cả xứ thọ, ba quả địa, như trong có tầm có tứ địa đã rộng phân biệt, vì tu tập không tầm chỉ tứ tam ma địa, nên sanh làm đại phạm. Nên sanh làm đại phạm. Do lực huân tu phẩm nhuyễn trung thượng, thắng thượng cực thượng nên sanh ở năm cõi trời tịnh cư, nên biết vì nhân tu tịnh lự định thanh tịnh nên sanh tĩnh lự địa, chẳng phải do tập gần gũi những pháp tương ứng ái vị. Nếu đã sanh cõi kia rồi mà khởi ái vị, tức liền thối mất. Nếu tu thanh tịnh sanh trở lại cõi kia, hoặc sanh định dưới, hoặc tiến lên định trên, trước ở nơi này tu đắc định rồi sau sanh sang cõi kia, vì cớ sao? Vì chẳng phải chưa ly dục mà sanh được vào cõi kia, vì chẳng phải các dị sanh chưa tu đắc định mà có thể ly dục, lại chẳng phải trong chỗ này và ở cõi kia nhập các đẳng trí mà là có sai khác, chỉ do sở y của thân mà có sai biệt. E nhiếp tông yếu các kinh đã thuyết tướng tu tập tác ý sai khác, sao gọi là nhiếp tông yếu các kinh? Tức là tám giải thoát như kinh đã rộng thuyết, một giải thoát như trước đã thuyết, từ hữu sắc quán các sắc cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ là bảy giải thoát đầu.
Vì ở nơi đã giải thoát sanh thắng giải nên gọi là giải thoát. Giải thoát thứ 8 là diệt thọ tưởng, vì xả bỏ tưởng thọ nên gọi là giải thoát. Sao gọi là hữu sắc quán các sắc? Tức là đã sanh ở dục giới, đã ly dục dục giới nhưng chưa ly dục sắc giới. Vì người kia đối với giải thoát như vậy đã được giải thoát, tức ở nơi các sắc dục giới lấy tướng có ánh sáng tác ý tư duy mà sanh thắng giải. Do hai nhân duyên gọi là hữu sắc, đó là vì sanh ở dục giới, vì đắc định sắc giới, lại vì phát khởi thắng giải ở nơi tướng có ánh sáng. Hỏi quán các sắc là quán những sắc nào, lại dụng hành nào để quán? Đáp: các sắc dục giới, đó là các sắc ít hoặc tốt hoặc xấu, hoặc liệt hoặc thắng mà các thắng xứ chế phục. Cũng vậy đối với sắc nhiều cho đến nói rộng. Rồi sao tu tập quán hành như vậy? Vì tịnh tu trì phương tiện năng dẫn các công đức tối thắng. Những gì gọi là công đức tối thắng? Đó là thắng xứ, biến xứ, các thánh thần thông vô chánh, nguyện trí vô ngại giải. Tuy trước ở nơi các sắc dục giới kia đã đắc ly dục, nhưng ở nơi sắc kia vẫn chưa thể chứng đắc thắng giải tự tại. Vì muốn chứng đắc nên lớp lớp tư duy thắng giải ở nơi sắc kia. Sao gọi là nội vô sắc tưởng quán ngoại các sắc? Tức là sanh ở dục giới rồi ly dục sắc giới, nhưng định vô sắc giới không hiện tại tiền, lại không tư duy tướng xấu tướng sáng của tưởng kia, chỉ ở nơi sắc bên ngoài mà phát khởi thắng giải. Nếu ở nơi sắc đây đã được ly dục thì nói kia là ngoại, do hai nhân duyên được gọi là nội vô sắc tưởng, đó là đã chứng đắc vô sắc đẳng trí. Vì tự mình rõ biết đã đắc định đây, vì bên trong không tư duy tướng quang minh, còn lại như trước đã thuyết, sao gọi là tịnh giải thoát, thân tác chứng trụ đầy đủ. Như có người đã đắc giả niệm viên mãn thành tịnh sáng sạch, lấy đây làm chỗ nương, tu tập thánh hạnh thành tịnh viên mãn, gọi là tịnh giải thoát. Vì cớ sao? Vì ba nhân duyên, đó là vì đã vượt qua các khổ lạc, vì đã tịch tĩnh tất cả động loạn, vì đã khéo mài giũa tâm sáng sạch, thần tác chứng, vì tất cả bậc hiền thánh phần nhiều đều an trụ ở trong các trụ đây. Sao gọi là không vô biên xứ giải thoát? Như có người ở nơi không xứ đã đắc ly dục, tức tư duy thắng giải ở nơi hư không. Sao gọi là thức vô biên xứ giải thoát? Như có người ở nơi thức xứ đã đắc ly dục, tức tư duy thắng giải ở nơi thức đây. Sao gọi là vô sở hữu xứ giải thoát? Như có người đã đắc vô sở hữu xứ, tư duy thắng giải ở nơi thức vô biên xứ. Hữu đành giải thoát, lại không tác thắng giải ở các xứ khác, cho đến tường khắp ở nơi xứ có thể sanh, tức ở nơi xứ ấy mà tác thắng giải. Lại nữa, trước đã tu trì tác ý thắng giải, về sau mới năng khởi thắng tri thắng kiến nên gọi là thắng xứ. Thắng đây nên biết có năm chủng, đó là một hình dáng mất đi sự thấp hèn hạ liệt nên gọi là thắng, nhưng người có sự nghiệp công xảo vượt hơn thì mất đi sự thấp kém trong lòng người khác. Hai, chế phục sự yếu kém nên gọi là thắng. Như có người dùng sức mạnh của mình để hàng phục những người yếu kém. Ba, năng phủ che cái khác nên gọi là thắng, như bình bồn chậu ngăn che các vật trong nó, hoặc ẩn sự chướng của các thần thông chú thuật thảo dược. Bốn, chán hoại sở duyên nên gọi là thắng, tức là nhàm chán hoại diệt các cảnh giới, xả các phiền não. Năm, tự tại xoay chuyển nên gọi là thắng, như các vị vua ở thế gian tùy theo ý muốn mà phân xử thần dân tôi tớ, trong đây ý hiển bày thắng phủ che và thắng tự tại. Trước trong giải thoát thắng giải tự tại, này ở thắng xứ chế phục tự tại. Quán sắc ít là các sắc vật dụng của hữu tình, quán sắc nhiều là các sắc như cung điện nhà cửa. Quán sắc tốt là hiền sắc mỹ diệu vì thuần tịnh diệu, trái với tướng đây gọi là sắc xấu. Quán sắc liệt là sắc không khả ý thành hương vị xúc, trái với tướng đây nên biết tức là sắc thắng. Bốn, hiển sắc đây nhiếp thuộc hữu tình từ cụ cùng điện, nói thắng chi tức là lớp lớp ẩn che sở duyên thắng giải. Có tưởng như vậy tức là có tưởng chế phục vậy.